Xin chào các bạn. Đây là cái máy giặt nhà tôi, con LG 8 cân nhé. Thì cái máy giặt này hôm nay tôi sẽ tiến hành vệ sinh máy bằng cái viên chuyên dụng nhé, viên vệ sinh lồng giặt của Demit nhé. Cái này thì tôi không quảng cáo gì đâu. Cái này là tại vì là cái lồng giặt, cái máy giặt nhà tôi rất là bẩn rồi. Tức là khoảng tầm 3 năm nay là tôi chưa vệ sinh lồng giặt. Đấy, đúng ra theo khuyến cáo thì là cứ khoảng tầm 3 đến 6 tháng là các bạn đã phải vệ sinh rồi. Vệ sinh có thể vệ sinh bằng viên tẩy lồng giặt này, hoặc là tháo ra vệ sinh. Nếu mà tháo ra vệ sinh thì khoảng tầm 1 năm các bạn nên tháo ra vệ sinh nhé. Nhưng mà tại vì là tôi cũng không có thời gian, với lại cũng ngại tháo ra ấy, nên là hôm nay tôi sẽ test bằng cái viên vệ sinh lồng giặt Demit này, xem cái hiệu quả của cái viên vệ sinh lồng giặt này như thế nào. Cái viên vệ sinh chuyên dụng này, viên Demit này là của Đức nhé. Thì tôi sẽ tiến hành vệ sinh. Mỗi lần vệ sinh ấy thì cứ đối với viên vệ sinh lồng giặt này thì tôi đọc trên mạng ấy, thì là cái viên vệ sinh lồng giặt này cứ khoảng tầm 2 tuần là mình vệ sinh một lần, cho cái viên này vào và mình bấm vào cái phần nút turbo clean này. Đấy, để vệ sinh cái lồng máy giặt này nhé. Thì của nhà tôi lâu lắm rồi, 3 năm nay rồi là chưa vệ sinh. Đó, khả năng rất là bẩn rồi. Thì hôm nay tôi sẽ tiến hành vệ sinh, thì mỗi lần cho một viên này. Nhưng mà hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ cho cả 2 viên vào trong đây để vệ sinh, xem cái chất lượng của cái viên vệ sinh này nó như thế nào nhé. Đây, bóc ra, cho cả 2 viên vào đây. Và tôi sẽ đóng nắp lại nhé. Và để biết là cái viên vệ sinh Demit này nó có thực sự hiệu quả hay không ấy, thì tôi sẽ cho cái đường ống thoát nước vào cái chậu thau to này. Đấy, để tí sau khi vệ sinh xong thì mình sẽ theo dõi xem là cái nước thoát ra, nước thải ra nó bẩn như nào nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ tháo cái đường ống thoát. Đây, cái đường ống thoát này tôi sẽ cho vào đây nhá. Đó. Tôi sẽ tiến hành bật máy này. Đây, các bạn giữ vào đây này, giữ vào cái nút turbo clean này 3 giây nhé. Đấy, thì nó sẽ có chữ T clean này, viết tắt của từ turbo clean nhé. Rồi, các bạn sẽ tiến hành bật máy này. Rồi, bây giờ mình sẽ để cho máy nó tự chạy. Nước này khá nóng các bạn. Đây, nước thải ra này. Mình thấy nước rất là nóng ấy. Nước này phải rơi vào tầm 40 độ C ấy.
Ok, như vậy là mình đã vừa tiến hành vệ sinh cái lồng giặt của máy giặt nhà mình sau khoảng tầm 3 năm chưa vệ sinh các bạn nhé. Thì mình đã tiến hành vệ sinh bằng hai viên tẩy lồng giặt Demit này. Đấy. Và đây là cái chậu nước thải ra này, khá là nhiều nước ấy nhá. Đấy, thì nước bây giờ vẫn còn nóng này. Thì theo cái đánh giá sơ bộ của mình nhá, đánh giá cảm quan đấy, thì mình thấy khá là hiệu quả đấy. Bởi vì là nước ở trong đây, không biết là các bạn nhìn qua camera các bạn nhìn có rõ không, nhưng mà phía bên dưới này rất là bẩn này. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ cái phần nước trong phía bên trên đi nhá, để các bạn có thể nhìn thấy được là nó có bẩn hay không. Đây, cho các bạn xem này. Đấy. Đây. Đây. Rất là bẩn các bạn nhé. Đây. 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 Nó bẩn đấy, nó bao gồm những cái nước nhớt này. Rồi nước, rồi cái cặn, rồi tóc, rồi các thứ này, rất là bẩn nhé. Đấy. Rất là hiệu quả đấy các bạn, hiệu quả theo mình đánh giá hiệu quả này. Và theo mình ấy, thì các bạn nên cứ 2 tuần một lần các bạn nên vệ sinh tẩy lồng giặt một lần nhé. Thì tẩy chỉ cần một viên thôi, nhưng mà cứ 2 tuần một lần. Còn đây là của nhà mình quá là lâu rồi, đây, nó mới bị bẩn đến mức như này. Đấy, thì từ lần sau thì mình cũng sẽ rút kinh nghiệm là cứ tầm 2 tuần mình sẽ vệ sinh một lần và chỉ cần một viên thôi. Đấy. Đấy, như này nó đang rất là bẩn đây này các bạn. Đấy. Đây nhá. Các bạn nhìn này. Đấy. Nó có mùi thối nữa các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.